Mình ơi, để Vân Anh cho chị Quyên trải nghiệm cái chai tinh chất của bên Vân Anh và chị Quyên sẽ cho cảm nhận với mọi người nhá. Đây em mang cả chai để đây đây chị. Không không sao chị cứ lau đi. Chị lau rồi chị mới thấy rằng là cái ấy. Cái này nó chỉ làm sạch thôi, nó làm sạch sâu thôi chị, nó ấy sâu thôi chị thôi. Nó không nuôi dưỡng của chị, nó làm nuôi dưỡng làn da của chị. Rửa đi không sao đâu chị. Ok lắm, em dám khẳng định với chị luôn. Cả nhà mình ơi, chị Quyên sẽ thử test cái chai tinh chất của bên mình nhé cả nhà mình. Cái chai tinh chất lâu năm này của mình là nó sẽ làm sao, nó làm nhiều chút đi chị, nhiều nhiều. Nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, để cho nó thẩm thấu, nó sạch. Đó, sẽ làm sao, nó sẽ làm sạch da của chúng ta này nó. Thôi để Vân Anh sẽ không nói, để cho chị Quyên, tí nữa chị Quyên cảm nhận nhé cả nhà mình. Con vô cái này da da nó mát lắm. Đó. Mịn, nó mịn mà nó mát cái da mình, nó làm cho mình rất là dễ chịu. Da mịn mát nha. Không, nếu mà xài sản phẩm rất là ok đấy em. Tại vì Chị lau đi, chị cứ lau đi, chị cảm tưởng nó ấy luôn á. Thơm nhất là thiên nhiên luôn, tại vì nó toàn là thảo dược ấy thôi. Thảo dược quý hiếm lắm. Nó lau thật sự là như em cảm nhận nhá, là mới đầu em lau á là em sẽ cái sản phẩm này nhá cả nhà mình á, nó còn ăn được luôn nhá cả nhà mình. Thế nên là nó cực kỳ là an toàn luôn. Đúng rồi. Không, cái độ mịn cho nó mát, cái mũi da nó dễ chịu lắm em. Dạ. Ok, đến ai sẽ cái chị thử vô cái này không? Không, chị cứ thử đi, không có ảnh hưởng gì đâu, chị thử vô kem ngày của em đi. Xong rồi tới chiều á em sẽ gặp lại chị. Tới chiều em sẽ ra em gặp lại chị nhá. Em sẽ ra nhà chiều em lại quay ra đây với chị luôn. Chị lau xong thì cảm nhận sao? Nó mịn, nó mát, cái da nó ẩm ẩm, có độ ẩm. Đúng. Nó không có bị khô nha, nó có độ ẩm, nó mịn, nó mịn lắm. À, chị thử bác kem ngày của em xem. Kia rồi, nói chung là cái sản phẩm đó nếu mà ai đầu tiên thì dùng thì sẽ hoàn cho không, thế mà cái này chị lấy mà lấy ít thôi, lấy nhiều rồi đúng rồi, chỉ cần lượng ít thôi, ít thôi nên là nhiều rồi. Không sao đâu chị, thoa cả cổ đi chị, vỗ đều lên là nó sẽ thẩm thấu vào da cực kỳ hiệu quả luôn. Cả nhà chưa, nếu như chị em nào quan tâm tới sản phẩm á, thì hãy lướt vào đường Facebook của Vân Anh nhé, sẽ nhìn thấy da của Vân Anh ngày xưa cực kỳ là kinh khủng luôn, nhưng mà bây giờ da của Vân Anh cải thiện rất là nhiều luôn. Mỗi lần da gội đầu là mỗi lần được chị khen, mỗi lần da gội đầu lại lại được mỗi lần là chị nói là da em cải thiện lên rồi, xoa sướng lắm luôn đấy cả nhà mình. Đó, chị thoa cả ít cổ cho nó. Không, nếu mà xài cái lực này nó bật tông lên đó luôn em. Dạ, đúng rồi. Nó không những nó thay kem chống nắng cho chúng ta này, nó nuôi dưỡng làn da của chúng ta từ gốc này, nó lại còn thay một lớp kem nền luôn ấy. Nó cảm tưởng nó trắng sáng mà nó ấy luôn á, đúng rồi. Đó. Thoa cổ đi. Thoa miếng cổ đi chị. Để cho mình để thấy, ví dụ như phần phần này mình không thay đúng không? Thì như nó sẽ khác này, nó sẽ Đúng khác, rồi. nhưng mà nó vào tông nó khác đi. Nên nếu mà giải xài cái này thì không có cần phải kem lớp lớp kem nền nữa. Đúng rồi. Mà nó không có bứt ke dứt kem nha, mà nó thẩm thấu vào da của mình luôn đấy nha cả nhà mình, nó nhìn rất là tự nhiên. Nên nó có loại mình lớp đúng rồi. Nó mát cái nha. Chiều đến em gặp chị rồi chị lại cho em cái cảm nhận là chiều đến da của mình nó mềm đấy đâu. Không, xài cái này nó
chất tế bào của nó ra nè em. Đúng rồi, cái này này của em này nó sẽ đánh sâu và tẩy mấy cái tế bào. Bởi vậy em ít khi mà em tẩy tế bào da chết lắm, bởi vì cái này nó có công dụng là tẩy tế bào da chết luôn. Nó sạch sâu từ bên trong, nó làm mềm mịt, nó nuôi nuôi dưỡng làn da đấy đó. Đó, đấy làn da đó đúng không? Đúng rồi, đây bông bông tế bào đó đó. Nó cực kỳ hiệu quả luôn. Trời, mới đầu chị em mới đầu em thoa, em cứ nghĩ rằng là cái lúc đó mới dạy em. Ai mà dùng cái sản phẩm của em là ok luôn đấy nha cả nhà mình. Chiều em sẽ ra xin feedback của chị là chị dùng xem là tới chiều chị cảm nhận cái sản phẩm của Vân Anh ra sao nha cả nhà mình nha. Bởi vì nếu mà Vân Anh xài mà cảm nhận như vậy thì tất nhiên là các chị em mà dùng thử sản phẩm với Vân Anh thì cũng có cảm nhận giống Vân Anh thôi. Thế nên là mọi người ơi, nếu ai muốn tự tin hơn, muốn đẹp hơn thì hãy inbox cho Vân Anh và gọi điện trực tiếp cho Vân Anh nhé, để mình cải thiện làn da của mình, mình đẹp lên mỗi ngày. Bây giờ Vân Anh thật sự là Vân Anh tự tin lắm. Nói chung là nó cải thiện phải đến tới 70-80% đấy, nhưng mà Vân Anh mới dùng bộ thứ hai thôi đấy nha cả nhà mình. Mới xong bộ thứ hai thôi nhưng mà làn da của Vân Anh cực kỳ là chắc, khỏe và mịn. Không những vậy nó còn đẹp nữa. Nên là bây giờ Vân Anh tự tin lắm, chỉ cần đi ra ngoài thoa miếng son thôi là ok, đi ra ngoài liền, chứ không có cần phải như ngày xưa là phải là lớp trang điểm này, không phải tốn tiền này, mua phấn này, lớp trang điểm này, rồi phải đi mất cắp. Các chị em nhà mình có ai giống Vân Anh ngày xưa không? Ví dụ như là đi ăn tiệc đi, hoặc là đi bất cứ một cái đình đám nào đi nữa đúng không ạ? Thì tất nhiên là phải tốn tiền đi ra làm make up, đi ra làm đẹp. Ngày xưa Vân Anh cũng thế, em nghĩ là chị em phụ nữ nào cũng thế. Nhưng mà bây giờ em chỉ có cần thoa một tí son và em cột tóc lên kiểu kiểu một xíu thôi là em ok, em đi rồi và em tự tin rồi đấy nha cả nhà mình. Thế nên là ai muốn cải thiện làn da của mình, ai muốn có mình có làn da đẹp, hãy gọi ngay cho Vân Anh để có một sản phẩm tốt để cải thiện làn da của mình nha.